báo giá nhanh 30 xe tải đang có mặt tại showroom đặt xe tải ngày hôm nay. Xin chào toàn thể anh chị, quý vị và các bạn, tôi là Hoàng, chuyên viên tư vấn salon đặt xe tải. Ngày hôm nay tôi sẽ báo giá tới quý vị và các bạn 30 chiếc xe tải, giá từ 80 triệu lên đến 300 triệu, từ dòng 5 tạ đến dòng 7 tấn, phục vụ nhu cầu của quý khách. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Đông Ben đời 2017, giá 123 triệu, là chiếc khung mui phủ bạt, phù hợp cho các bác chở những hàng nhẹ, hàng hoa quả. Chúng ta cùng đi vào nội thất chiếc xe. Nội thất chiếc xe rất đẹp, đã được lót sàn inox đầy đủ, rất phù hợp cho các bác mua về sử dụng ngay. Chiếc Đông Ben đời 2017 có giá là 123 triệu và có giảm giá ngay cho bác nào nhanh tay đặt chiếc xe này ngày hôm nay, em sẽ giảm giá. Tiếp theo là chiếc Suzuki đời 2012, giá 145 triệu. Suzuki 5 tạ là dòng xe nổi tiếng, được nhiều người ưa chuộng, là dòng xe tải nhẹ, phù hợp với công việc chở nhẹ đi vào ngõ ngách. Rất phù hợp cho những công việc tải nhẹ từ 5 tạ trở lên. Suzuki nó là sự lựa chọn tối ưu nhất của chúng ta. Bên cạnh chiếc Suzuki đó là chiếc Taco Toen siêu lướt đời 2020, có giá đang được chào bán tại đặt xe tải là 212 triệu. Taco Toen siêu lướt đời 2020 đang được chào bán giá là 212 triệu, khung mui phủ bạt, tải 990 kg, máy xăng phù hợp cho bác chạy hàng vải đó, chở vải chở quần áo. Bên cạnh đó cũng là một chiếc Taco Toen đời 2018 đang được chào bán tại showroom đặt xe tải ngày hôm nay với giá 185 triệu. Taco Toen tải trọng 990 kg, máy xăng đời 2018, giá 185 triệu. Trước mắt quý vị và các bạn đây, với 185 triệu, quý khách hoàn toàn có thể sở hữu chiếc Taco Toen biển 12C07275. Kia Taco 140 tải đủ 1,4 tấn đời 2014 có giá là 260 triệu. Taco 1,4 tấn máy dầu đời 2014 tải đủ 1,4 tấn, giá đang được chào bán tại đặt xe tải ngày hôm nay là 260 triệu đồng. Để đã được lót sàn đầy đủ, chúng ta mua về chỉ việc sử dụng, các bác mua về chỉ việc sử dụng. 1,4 tấn là phù hợp cho các bác chạy chở trâu bò, chở hàng nông sản, chở nặng, chở quá tải. Mà tầm tải đâu đó khoảng độ 4 tấn trở xuống thì chúng ta sử dụng dòng Kia 1,4 tấn độ này.
Bên cạnh đó là chiếc Taco 1.4, Taco 140 cũng đời 2014, giá là 260 triệu. Chiếc này cũng đã được lót sàn đầy đủ, các bác mua về chỉ việc sử dụng. Đã được lót sàn đầy đủ, lốp lắp còn đến 70-80%. Kia K140 đời 2014 với 260 triệu, các bác đã có thể sở hữu chiếc xe này. Tiếp theo đó là chiếc Bongo, Bongo đời 2006, giá 165 triệu. Bongo nhập khẩu đời 2006, giá 165 triệu. Thùng khung mui phủ bạt đã được lót sàn đầy đủ, phù hợp với các bác tải nặng, chở quá tải. Tiếp theo đó là chiếc xe K3000 đời 2012, thùng lửng, giá 225 triệu, phù hợp cho tất cả các bác về sử dụng như chở nhôm kính, chở cây cảnh, đã được lót sàn đầy đủ. K3000 đời 22, giá 225 triệu. Phù hợp cho công việc như chở cây cảnh, chở nhôm kính với giá 225 triệu, các bác hoàn toàn có thể sở hữu em này. Tiếp theo đó là chiếc Kia K165 đời 2015, giá đang được chào bán tại salon đạt xe tải là 300 triệu đồng, khung mui phủ bạt, tải 2.4 tấn, lốp lắp đẹp, chở quá tải dưới 4 tấn thoải mái, khung mui phủ bạt, nội thất đẹp, có lót sàn điều hòa đầy đủ. Taco Kia 165 đời 2015, giá 300 triệu, biển 98C08471. Tiếp theo là chiếc Kia Taco Kia 140 đời 2014, đã được chào bán với giá 260 triệu, Kia 140 tải đủ 1.4 tấn, thùng dài 3.5 m, khung mui phủ bạt, phù hợp cho các bác chở trâu bò, chở nông sản, chở nặng tải trọng đâu đó dưới 4 tấn có thể cõng được thoải mái, lót sàn đầy đủ, có điều hòa các bác nhé. Em xin nhắc lại, đây là chiếc Kia 140 đời 2014, giá 260 triệu. Bên cạnh đó là chiếc Taco All-in đời 2016, Taco All-in 500B, tải 5 tấn, Taco All-in 500B đời 2016, giá 260 triệu, giá 260 triệu. Chiếc xe mang biển số Hà Nội rất đẹp, 00555.
nội thất rất chi là đẹp, có điều hòa đầy đủ. Tiếp theo đó là chiếc Kia K3000 đời 2013, giá 238 triệu. Điều hòa lót sàn đầy đủ. Nội thất rất đẹp. Kia K3000 đời 2013, giá 238 triệu. Bên cạnh đó là chiếc K165 đời 2017 biển 20, giá là 355 triệu. Chiếc xe sơn còn nguyên zin, tải 2,4 tấn, đời 2017, giá 355 triệu. Điều hòa lót sàn đầy đủ. Bên cạnh đó là chiếc xe K250 đời 2020 siêu lướt, mới đi được 4.000 km, tải 2,5 tấn, và chiếc xe này đã được bàn giao cho một bác chủ ở Vĩnh Phúc đang chờ rút hồ sơ và sang tên. Chiếc xe này bên em đã bán rồi, bán dòng 7 tấn. Các bác đang được xem đây là chiếc Orlin 700A đời 2014. Orlin 700A đời 2014, giá 340 triệu. Điều hòa lót sàn đầy đủ. Orlin đời 2014, tải 7 tấn, giá 340 triệu. Bên cạnh đó là chiếc K165 đời 2017. K165 đời 2017 biển 29C84761. Giá 335 triệu, đời 2017. K165 tải đủ 2,4 tấn. Điều hòa lót sàn đầy đủ nha các bác. Tiếp theo là chiếc Kia K165 đời 2015, giá 300 triệu. Kia K165 đời 2015, giá đang được chào bán tại đặt xe tải là 300 triệu. Điều hòa lót sàn đầy đủ. Phù hợp cho các bác công việc chở trâu, chở bò, chở hàng nông sản, chở hàng quá tải dưới 4 tấn. Đây là chiếc Kia K165 đời 2017, giá 335 triệu. Có điều hòa lót sàn đầy đủ. Kia biển 34C18662,
Bên cạnh đây là chiếc Kia K140 tải đủ 1,4 tấn đời 2014. Giá 260 triệu. Khung mui phủ bạt. Điều hòa lót sàn đầy đủ. Đang được chào bán tại Đạt Xe Tải. Giá 260 triệu. Các bác muốn xem chi tiết chiếc xe nào thì hãy vào kênh YouTube Đạt Xe Tải để xem review chi tiết từng chiếc xe của em. Trên đây là báo giá nhanh 30 chiếc xe tải mới về showroom Đạt Xe Tải ngày hôm nay. Xin chúc tất cả quý anh chị và các bác một buổi chiều vui vẻ. Nếu các bác quan tâm đến dòng xe nào trên đây, hãy liên hệ ngay số điện thoại trên màn hình để được em tư vấn trực tiếp. Xin chào quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn vào một video ngày mai của Đạt Xe Tải.